Đức. Chuẩn bị thay hàm răng mới với gà này rồi. Nó dùng cái trên bắn nó dai. Mai là ông ấy. Không cần gì á. Quân bên Pháp. Gà này là sợ mình răng mình ấy sao á. Vẫn chấp nhận tình cảm của anh Lương Bình Phát. Hay có này là Phát Thanh. Bị bắt hay là bị tù binh ở Pháp. Thế là đồng chí đại đội trưởng là cử một đội từ Pháp sang Đức đi cứu cái đồng chí đó. Cái người Bắc là nó bị lạc. Bởi vì gia đình tìm. Gia đình bốn đứa con thì ba đứa chết. Đúng rồi. Gia đình có bốn đứa con thì dọn được trong người. Đều đi quân lính hết. Đều là lính hết. Mà chết mất 3 người nha. Cái đồng chí đấy là đồng chí cuối cùng thì là được cấp phép là không phải đi lính nữa. Nhưng mà đồng chí ấy đang bị lạc bên kia, đại đội trưởng cử một đội sang đi tìm. Phim nếu mà có chuyện đấy thì chắc thì xem review đó. Không, xem là xem cả phim anh ạ. Hay lắm. Lúc đầu thế mày có cho tao ăn cơm không em? Đè rồi tì rồi đẩy rồi. Thịt gà thì nó đã dai rồi chứ. Ngày mai không có ai chè từ đấy đâu. Ăn nhai mãi miếng mà. Ăn thịt gà như nhai cao su này. Bờ biển cái hòn đảo gì của xin gì của Nga đại đó thì bao nhiêu hết cho cả nó mà cũng nhiều cát đấy nhỉ. Nhật với cả Mỹ. Thằng Mỹ. Là mấy không phải khoảng mấy. Nhật đánh bất ngờ đây đúng không? Đánh bất ngờ Mỹ trả thù. Mỹ nó rất với chúng ấy. Phang cái tin tiêu trận. Nhằm bắn nhau hay. Nhưng mà anh em mẹ hai cặp bom. Cái đánh nhau trên tàu à? Easy vậy. Rồng ăn. Tức là không xem phim ấy mà xem những cái người mà từng ở trên cái tàu đấy người ta kể lại ấy. Biết được hay bị ý không? Anh hay xem phim xong rồi ông sao em thắng được rồi gì đó. Đúng rồi, em cũng thế. Anh em xem phim rồi. Ôi, là phải rồi. Là nó có những tò mò, nó có những cái phỏng vấn của cái tình cảm của trong phim này có nhiều cái nhân vật này nó base nó không phải 100% em xác định là hát rồi. Từng làm cái này là nó đọc tiếng Anh đó cũng đúng rồi. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media.